Kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tổng quan toàn bộ về hệ sinh thái nền tảng Harmony Blockchain và đồng OneCoin của Harmony. Thưa quý vị, Harmony là một blockchain platform phi tập trung với nền tảng đồng thuận thông lượng cao là 10 triệu TPS giao dịch trên 1 giây, độ trễ thấp với 100 mili giây và chi phí thấp dưới 0,1%. Tất cả những yếu tố trên phục vụ mục tiêu và mong muốn chính của dự án Harmony là tạo ra thị trường mở dựa trên nền tảng đồng thuận hiệu suất cao, từ đó có thể hỗ trợ nền kinh tế phi tập trung cho quy mô trên toàn thế giới lên đến 10 tỷ người và 100 tỷ thiết bị trong tương lai. Dự án Harmony giúp cho các doanh nghiệp có thể xây dựng thị trường giao dịch token thay thế cho một số trường hợp sử dụng trong ngành tín dụng năng lượng và các tài sản không bị thay thế. Ngoài ra, Harmony vẫn đảm bảo sự bảo mật về quyền riêng tư của người dùng ngay cả khi chia sẻ dữ liệu như trao đổi, quảng cáo, xếp hạng tín dụng. Sau cùng thì Harmony muốn cung cấp một nền tảng blockchain phi tập trung có khả năng mở rộng, an toàn và hỗ trợ các DApp bao gồm thị trường dữ liệu, trò chơi hay giao dịch tài chính cho hàng tỷ người trên thế giới. Nhờ vào công nghệ Sharding, giải pháp tiên tiến, dự án Harmony đã có thể giải quyết tận gốc và hiệu quả các DApp trên thị trường blockchain hiện nay. Điều này giúp các DApp mở rộng phát triển mạnh mẽ mà không sợ bị tắc nghẽn lưu thông cùng tốc độ thanh toán nhanh, quy mô lớn. Công nghệ nổi bật của Harmony là gì? Công nghệ nổi bật thứ nhất đó là cơ chế đồng thuận. Cơ chế đồng thuận là một yếu tố không thể thiếu trong bối cảnh thị trường tiền điện tử hiện nay. Đây là nơi thuật toán đồng thuận trở nên cần thiết cho tất cả mạng blockchain để có thể duy trì tính toàn diện và bảo mật của các mạng lưới phân tán hiện nay. Thuật ngữ này không còn xa lạ trên thị trường. Như quý vị có thể thấy, Bitcoin của Satoshi Nakamoto có thuật toán đồng thuận Proof of Work POW được dùng để khắc phục lỗi Byzantine, hay là một loại giao thức đồng thuận quen thuộc khác là PBFT dùng sai lỗi thực tế Byzantine. Đối với Harmony, cơ chế đồng thuận của mạng lưới này là PBFT có khả năng mở rộng thông lượng tuyến tính theo kích thước mạng về độ phức tạp trong giao tiếp cùng việc xử lý độ trễ kết nối một cách hiệu quả. Cơ chế này hoạt động theo cách thay vì yêu cầu tất cả các trình xác nhận phát hành phiếu bầu, nhà phát triển sẽ tiến hành thu nhiều chữ ký để hoàn tất quy trình xác thực. Công nghệ nổi bật thứ hai đó là công nghệ Sharding. Sharding như một thuật ngữ được nhắc đến ở rất nhiều bài viết liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử. Sharding là công nghệ được dùng cho việc mở rộng blockchain. Đã có nhiều dự án trên thị trường tiếp cận và áp dụng công nghệ này để xây dựng blockchain của riêng mình như là ZQNeeQueer 2800 TPS, QuaChain 14K TPS, Multivac 30K TPS và Harmony Testnet 118K TPS. Cảm ứng sử dụng công nghệ Sharding của Harmony đến từ OmniNetwork và RapidChain kết hợp với cùng cơ chế bỏ phiếu, đặt cược và tính an toàn ngẫu nhiên. Harmony chứa OneBeacon Chain và Multiple Share Chain. Trong đó, OneBeacon Chain có chức năng là đèn hiệu ngẫu nhiên và đăng ký nhận dạng. Còn Multiple Share Chain giữ nhiệm vụ lưu trữ trạng thái blockchain riêng biệt và đồng thời xử lý các giao dịch song song. Harmony hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa hai hàm, gồm hàm ngẫu nhiên có thể xác minh VAF và hàm độ trễ có thể xác minh VDF. Đồng thời, Harmony còn tích hợp POS trong quá trình sharding, giúp vấn đề bảo mật của phân đoạn chuyển đổi từ số lượng nút tối thiểu sang số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu. Đặc điểm nổi bật của Harmony. Đặc điểm nổi bật thứ nhất đó là khả năng mở rộng. Bên cạnh việc bảo vệ giao tiếp mạng,
Xác thực giao dịch Harmony còn có thể tăng khả năng mở rộng cho trạng thái blockchain. Đặc điểm nổi bật thứ hai đó là tính an toàn, quy trình tạo ngẫu nhiên phân tán, khó thể dự đoán trước hay xác định trước, nhưng có thể kiểm chứng và mở rộng để đảm bảo tính an toàn. Đặc điểm nổi bật thứ ba, đồng thuận hiệu quả. Harmony có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng dựa trên POS và sự đồng thuận với thuật toán đã giúp dự án có thể mở rộng tuyến tính nhanh hơn rất nhiều so với các cơ chế khác. Đặc điểm nổi bật thứ tư, ngưỡng thích ứng POS. Các nhà đầu tư nhỏ không cần phải lo ngại về ngưỡng đầu tư vào vì mức yêu cầu khá thấp để có thể tham gia vào mạng lưới và nhận phần thưởng. Đặc điểm nổi bật thứ năm, cơ sở hạ tầng mạng phát triển. Nhờ vào thuật toán phân tán thông tin thích ứng cùng mã RaptorQ, việc truyền các khối trong các phân đoạn hay trên mạng được diễn ra một cách nhanh chóng, dễ dàng. Bên cạnh đó, Harmony cũng đạt được các giao dịch phân đoạn chéo với quy mô Nogarit, số lượng phân đoạn khi áp dụng định tuyến. Đặc điểm nổi bật thứ 6, giao dịch phân đoạn chéo nhất quán. Harmony đa dạng trong việc hỗ trợ các giao dịch phân đoạn chéo và các phân đoạn giao tiếp trực tiếp với nhau. Để đảm bảo tính nhất quán của các giao dịch này, Harmony đã áp dụng thêm cơ chế khóa nguyên tử. Thông tin cơ bản về đồng OneCoin. Với tầm nhìn là một và tất cả, Harmony tạo ra cơ chế đồng thuận cho 10 tỷ người và One là đồng coin thể hiện giá trị ấy. Mô hình token của Harmony nhằm mục đích xây dựng một nền tảng bền vững, đạt được tỷ lệ stake cao hơn, đơn giản hóa mô hình và tạo ra một con đường dẫn đến việc phát hành bằng không. Ban đầu khi được phát hành trên Binance, 5 Space đồng One hoạt động theo chuẩn token BEP20 của Binance Smart Chain. Tuy nhiên, hiện tại Harmony đã hoàn thành mainnet nên One có thể hoạt động và giao dịch trên mạng blockchain riêng của Harmony. Chức năng của OneCoin Harmony. Harmony OneCoin được sử dụng để stake và trở thành trình xác thực validator trong mạng lưới blockchain của Harmony. Các trình xác nhận này sẽ nhận được phần thưởng từ đóng góp và đó chính là Harmony OneCoin. Harmony OneCoin được sử dụng để thanh toán phí sử dụng mạng lưới, bao gồm phí giao dịch, phí gas và phí lưu trữ. Harmony OneCoin được sử dụng để bỏ phiếu cho quản trị government. Nếu không có Harmony OneCoin, giao thức sẽ không hoạt động. Người sáng lập và các nhà phát triển của Harmony. Harmony được đồng sáng lập và phát triển bởi một nhóm nhà phát triển có kinh nghiệm về mật mã và khoa học máy tính, mang lại khả năng mở rộng và khả năng tương tác cho các nhà phát triển DApp. Người sáng lập và giám đốc điều hành của Harmony là Stephen TC, người trước đây đã làm việc cho Google, Microsoft và Apple với tư cách là một kỹ sư. Bên cạnh đó, Nick White cũng là một trong những người đồng sáng lập và là thành viên tích cực của cộng đồng Harmony. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 2017 với đội ngũ phát triển gồm 12 thành viên, bao gồm cả TC, trong đó 7 thành viên đã từng đảm nhiệm các vị trí trước đó tại Microsoft, Google, Amazon và Apple. Thông tin về biểu giá đồng coin, thời điểm hiện tại giá 0,13. Giá cao nhất mọi thời điểm 0,39, giá thấp nhất 0.0012. Hiện OneCoin đang được niết trên 50 sàn. Trên đây là toàn bộ thông tin về toàn bộ nền tảng Harmony Blockchain. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy đăng ký, theo dõi, chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Xin cảm ơn.